Em chào các bác đã và đang theo dõi kênh YouTube của siêu thị điện máy Ecomax ạ. Trong ngày hôm nay thì em sẽ quay video hướng dẫn sử dụng con tủ lạnh Hitachi với model là VKB640 VGV0 màu GMG các bác nhé. Thì bảng điều khiển của con này thì nó cũng sẽ nằm bên ngoài và cách điều chỉnh thì cũng tương tự như con 640 VGV0 màu đen. Đấy thì bảng điều khiển các bác có thể nhìn thấy giúp em. Cột đầu tiên là cột để điều chỉnh nhiệt độ của ngăn mát thì sẽ bao gồm 5 mức nhiệt độ khác nhau, thì các bác hãy điều chỉnh sao cho phù hợp nhất với cái lượng thực phẩm nhà mình đang dùng nhé. Ví dụ ở nhiệt độ trung bình thì các bác có thể để ở mức 3 giúp em này, đây là mức mặc định của tủ các bác nhé. Hoặc là cột thứ hai là cột điều chỉnh nhiệt độ của ngăn đông, thì nó cũng tương tự như ngăn mát thì nó sẽ bao gồm 5 chế độ, thì các bác hãy chỉnh sao cho hợp lý nhất với lượng thực phẩm nhà mình đang để ở trong tủ. Thì nếu như bình thường ở mặc định thì các bác cũng để ở mức 3 giúp em, tương tự như ngăn mát các bác nhé. Cột thứ ba là cột điều chỉnh nhiệt độ của ngăn chuyển đổi đa năng, là ngăn Select Table Zone. Đây, ngăn này sẽ là ngăn Select Table Zone các bác nhé. Thì ngăn này sẽ bao gồm 4 chế độ, đó là ngăn đông mềm, ngăn đông phụ và ngăn mát các bác nhé. Thì nếu như các bác muốn điều chỉnh thì các bác cứ bấm và tì 2 giây giúp em. Đấy thì các bác bấm, đây là ngăn mát này, dòng cuối cùng là ngăn mát. Tiếp theo Chillmid là ngăn đông phụ này, Soft Freezer là ngăn đông mềm và Freezer là ngăn đông các bác nhé. Đấy thì các bác điều chỉnh sao cho tùy theo nhu cầu sử dụng của nhà mình. Cột thứ tư là sẽ cột điều chỉnh nhiệt độ của ngăn hút chân không. Ngăn hút chân không thì sẽ bao gồm 2 mức nhiệt độ, đó là 1 độ C và âm 1 độ C. Còn nếu như khi nào các bác muốn tắt đi cái chế độ hút chân không thì các bác có thể bấm vào chữ off này giúp em nhé các bác nhé. Cột thứ tiếp theo là cột điều chỉnh nhiệt độ. Em xin lỗi, cột tiếp theo là cột tiết kiệm năng lượng. Thì khi nào các bác đi vắng tầm 3 đến 5 ngày thì các bác có thể bấm vào chế độ tiết kiệm năng lượng giúp em các bác nhé. Cột tiếp theo nữa là cột điều chỉnh nhiệt độ, cột làm đá tự động. Thì nếu như các bác không làm đá, không muốn làm đá tự động thì các bác tắt đi cái chế độ làm đá tự động giúp em. Đấy, còn khi nào các bác muốn làm đá tự động thì các bác bật vào đây thì nó sáng đèn như thế này, thì tủ của các bác sẽ ở chế độ làm đá tự động các bác nhé. Còn cột cuối cùng là chế độ khóa trẻ em. Thì nếu như các bác muốn bật cái chế độ khóa trẻ em thì các bác bấm vào đây và giữ 5 giây giúp em nhé. Các bác bấm vào đây và giữ 5 giây giúp em ạ. Khi nào biểu tượng khóa thì nghĩa là tủ của các bác đang ở chế độ khóa trẻ em, thì lúc này bảng điều khiển của các bác sẽ không sử dụng được các bác nhé. Còn nếu mà muốn tắt đi thì tương tự như cái lúc bật, các bác sẽ bấm vào đây và giữ 5 giây giúp em. Đấy, thì khi nào đèn tắt đi thì tủ của các bác sẽ trở về trạng thái bình thường và bảng điều khiển sẽ hoạt động bình thường các bác nhé. Đấy, thì bảng điều khiển của con này cũng rất là dễ dàng sử dụng thôi. Nếu như các bác cần thắc mắc vấn đề gì thêm về sản phẩm hay là cần tư vấn về sản phẩm thì các bác cứ liên hệ với bên em theo đầu số 0243 965 6067, hoặc là các bác để lại comment ở dưới bình luận thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn các bác nhé. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của siêu thị điện máy Ecomax ạ. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo các bác nhé.